người trong đồng đội của mình ngày hôm nay tham gia để mà mình họp sau cái buổi họp á, thì mình tổng kết thêm một số cái việc mà chúng ta có thể phát triển được cái công việc kinh doanh của mình các anh chị nha. Thì về cái thương hiệu cá nhân là gì? Chúng ta hãy nhìn dưới cái đáy thác nước này nè các anh chị. Cái đáy thác nước này là tất cả mọi người chúng ta muốn thành công, đó là chúng ta muốn thành công là chúng ta muốn có về mặt cái tài chính. Đó là khi chúng ta muốn thành công là chúng ta muốn có về mặt cái tài chính. Thì cái tài chính đó, thực ra nó chỉ là cái cuối cùng. Tài chính nó chỉ là cái cuối cùng của một cái mô hình thác nước mà chúng ta sẽ nhận được. Nhưng mà cái cảnh giới, thật ra cái cảnh giới cao hơn tài chính nó là một cái cảnh giới cao nữa các anh chị. Bên dưới tài chính nó sẽ là một cảnh giới cao nữa mà mình hôm nay muốn chia sẻ anh chị luôn. Tức là khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta kiếm tới tài chính đã là điều tuyệt vời rồi đúng các anh chị. Nhưng cái cảnh giới cao hơn tài chính là gì? Đó là giá trị cho đi các anh chị. Tức là đến một lúc chúng ta làm việc, chúng ta không còn mong muốn là chúng ta kiếm tiền cho bản thân mình nữa, mà mình sẽ mong muốn là mình làm việc để cho đi. Cho nên là cái dưới cái tài chính này nó sẽ quay lại cái trên đầu của thác nước. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm là anh chị vẽ cái mô hình này ra đi, rồi anh chị bổ sung thêm bên dưới cái tài chính này chính là một cái giá trị tiếp tục lại là cho đi giá trị nữa. Anh chị hiểu em nói không? Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ cho đi lớn hơn. Lúc này chúng ta sẽ cho đi lớn hơn. Giống như là những người thành công như là thầy cô của mình thì bây giờ đâu có còn về tài chính nữa, nhưng mà thầy cô của mình vẫn bỏ công bỏ sức chia sẻ chúng ta hiểu về Amway, hiểu về sự nghiệp kinh doanh này, là thầy cô lại cho đi được lớn hơn một lần nữa các anh chị, tức là tạo ra một cái thác mới, cái thác này lớn hơn là cái thác cũ. Các anh chị có hiểu ý mình nói không ạ? Rồi, ok. Thì có nghĩa là nó nhiều cái thác nhỏ nó gom lại thì nó tạo thành cái thác lớn. Chúng ta phải hình dung như vậy. Anh Tình hình dung chỗ này không ạ? Tức là nó nhiều cái thác nhỏ nó gom lại nó sẽ tạo ra được cái thác lớn. Đó, nó tập hợp lại như vậy đó các anh chị, vô cùng tuyệt vời. Rồi, khi chúng ta hiểu là cái thác cuối cùng là cái chúng ta cần là cần tài chính phải không chị? Nhưng mà anh chị có hiểu không? Một người thành công trong cuộc sống, một người thành công trong cuộc sống thì cái người đó phải sở hữu và phải có một cộng đồng để họ phục vụ. Để có tài chính thì mình phải có một cộng đồng để mình phục vụ. Thì ở đây cả nhà mình chat giúp mình xem coi là mình đã có được một cái cộng đồng nào chưa? Mình đã có một cái cộng đồng nào chưa? Cả nhà có thể chat giúp mình coi mình đã có cái cộng đồng nào chưa? Gia đình mình hãy chat đi ạ. Ai đã có cộng đồng rồi ạ? Ai đã có cộng đồng rồi thì hãy comment số 1. Còn ai chưa có cộng đồng comment số 2 được không ạ? Wow, anh Tình chắc chắn là anh Tình có rất nhiều cộng đồng luôn anh chị. Anh Tình là chuyên gia tạo cộng đồng. Rồi, tuyệt vời quá. Rồi, ai đang xây cộng đồng? Chị Hồng chưa có cộng đồng. Đúng rồi chị Hồng. Chị Minh Ngọc chưa có cộng đồng. Kim Mến chưa có cộng đồng. Đúng rồi, số 2. Ai có cộng đồng rồi comment số 1 nha. Rồi, ai có cộng đồng comment số 1. Ai chưa có cộng đồng comment số 2. Vậy thì chúng ta phải hiểu là khi chúng ta chưa có cộng đồng thì chúng ta chưa có tài chính là đúng rồi các anh chị. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không thể kiếm tiền lẻ tẻ được, mà chúng ta phải có một cộng đồng thì nó mới tạo ra được cái giá trị lớn các anh chị. Có một cộng đồng nó mới tạo ra được cái giá trị lớn. Và khi chúng ta đang tiếp cận với khách hàng một cách lẻ tẻ, có nghĩa là chúng ta tiếp cận cá nhân giống như là chúng ta bán lẻ vậy đó. Còn khi chúng ta có cộng đồng là chúng ta bán sỉ, thì lúc này chúng ta mới tạo ra giá trị lớn được các anh chị. Còn ai chưa có cộng đồng không? Còn ai chưa có cộng đồng không? Những người không comment thì sao ạ? Những người không comment thì sao ạ? Right. Rồi, bây giờ mình nói với các anh chị một điều rất đơn giản thế này. Vậy thì cộng đồng là gì? Cộng đồng là nơi mà các anh chị sẽ trao cái giá trị của mình vào đó. Trao cái giá trị của mình vào đó các anh chị. Đúng không ạ? Giá trị là gì ạ? Giá trị là những thứ mà có trị giá. Các anh chị hiểu ý mình nói không ạ? Giá trị là những thứ mà người ta sẵn sàng phải bỏ bằng tiền để mà mua nó. Giá trị là những thứ quý giá, những thứ có trị giá, là những thứ mà người ta phải dùng tiền để mua mới có được, những thứ người ta phải dùng công sức để mà mới có thể học được. Cho nên giá trị là gì ở đây? Mình nói đơn giản để cho các anh chị dễ hiểu. Nếu như anh chị nào chưa có cộng đồng thì anh chị quay về cái giá trị của mình. Ví dụ như hôm nay chị Hồng được học cái lớp cố vấn sức khỏe gia đình, hoặc là chị Hồng trở thành một cái học viên của Viện Đào tạo Dinh dưỡng Quốc gia của Bộ Y tế, thì chị Hồng có những kiến thức mà ngoài xã hội này không hề có. Chị Hồng hãy tạo ra một cái nhóm ví dụ như là nhóm bảo dưỡng cơ thể, hoặc là nhóm chăm sóc sức khỏe chủ động, hoặc là cái nhóm phòng bệnh hơn chữa bệnh, hoặc là cái nhóm nếu mà chị Hồng giỏi về thải độc thì chị lập ra cái nhóm là thanh lọc thân tâm trí. Ở đây mình muốn nói cộng đồng chính là cái nhóm mà mình tạo ra
để mình trao cái giá trị của mình vô đó, giống như là cái thác nước từ trên đổ xuống vậy đó các anh chị. Vậy thì bây giờ nhóm chúng ta có thể tạo bằng những cái nhóm nào? Có thể dùng Zalo, có thể dùng Facebook, nhưng Facebook là cái nơi dễ tạo cộng đồng nhất và dễ trao giá trị nhất. Cho nên những anh chị nào mà chưa có cộng đồng thì hãy vui lòng tạo cho mình một nhóm Facebook để mình trao giá trị vào đó, có được không anh chị? Rồi, anh chị nào đồng ý là kể từ ngày hôm nay mình sẽ tạo một nhóm Facebook, anh chị hãy comment đi ạ. Hãy tạo một nhóm Facebook của mình. Chị Hồng đã có nhóm Facebook rồi, chị Hồng có thể sửa cái tên nhóm lại cũng được. Tức là nhóm Facebook của mình để mình trao cái giá trị của mình vô đó. Giá trị của mình là cái trị giá đấy. Và giá trị của mình chính là cái mà mình biết mà 10 người khác không biết đó. Thì mình gom những cái cộng đồng mà họ muốn biết cái điều đó vô đây các anh chị. Đúng không ạ? À, chị Ngọc ơi, chị Ngọc giỏi về chăm sóc da. Ok, chị Ngọc giỏi về chăm sóc da. Thì chị Ngọc tạo ra một cộng đồng coi như là học kiến thức về chăm sóc da cho người mới bắt đầu. Hoặc là cộng đồng là học kiến thức về chăm sóc da để chống lão hóa. Chị Ngọc hãy tạo ra cái nhóm Facebook riêng cho mình. Đó là nhóm đăng bài chứ không phải là nhóm chat nha. Facebook nó có rất nhiều công cụ. Nó có công cụ chat, fanpage, profile cá nhân, group. À, chúng ta phải hiểu từng cái chúng ta phải hiểu từng cái vấn đề của cái Facebook nó tạo ra các anh chị. Và Facebook không phải ngẫu nhiên nó tạo ra những cái đó, mà tại vì nó tạo ra tất cả những cái đó để mình phối hợp lại với nhau, để mình có thể tạo ra được cái giá trị của mình đấy các anh chị. Khi chúng ta tạo được một nhóm Facebook rồi, một group Facebook đăng bài rồi, chúng ta hãy lấy đường link của cái nhóm đó và mình gửi cho bạn bè của mình và mình nói: bạn ơi, mình có một cái nhóm trao giá trị về kiến thức chăm sóc da. Nếu bạn quan tâm thì bạn hãy vào cái nhóm này nhé. Thì tất cả những người vào cái nhóm của anh chị là khách hàng tiềm năng của anh chị. Đã hiểu ý mình chưa ạ? Thì mình cứ dùng cái message của Facebook hoặc là Zalo, mình gửi cho tất cả mọi người quan tâm vào cái nhóm cộng đồng này. Và bắt đầu mình sẽ trao cái giá trị của mình anh chị. Trao giá trị là gì? Mình trao đúng cái giá trị mà cái nhóm mình tạo ra. Cái nhóm về sức khỏe thì mình trao kiến thức về sức khỏe. Cái nhóm về sắc đẹp chăm sóc da, mình trao đúng kiến thức về sắc đẹp chăm sóc da. Ở đây là mình chưa có bán hàng nha anh chị. Có thể phải theo một cái quy tắc là có 4 bài trao giá trị thì mới có 1 bài chia sẻ về sản phẩm thôi. 2 bài giải trí, 2 bài giáo dục và 1 bài bán hàng. Không phải các anh chị muốn bán hàng là các anh chị bán. Các anh chị tạo ra cái cộng đồng này là tất cả những người này đã thuộc quyền sở hữu của anh chị rồi. Anh chị đã hiểu ý mình chưa? Đó, vậy thì ai chưa có thì nhanh chóng tạo ra, được không anh chị? Đặc biệt đối với cái group này, anh chị sẽ xét được cái quyền ai được đăng bài, ai không được đăng bài. Anh chị còn xét được một cái quyền nữa là gì nè? Là ai là người quản lý cái group này, fanpage của anh chị quản lý. Anh chị phải có fanpage nữa nha. Fanpage là để đăng bài bán hàng, là đăng trên fanpage, chứ không phải là đăng trên Facebook cá nhân anh chị nha. Facebook cá nhân là để đăng về cuộc sống nha anh chị. Rồi, mình có thể dùng fanpage để quản lý group. Mình có thể dùng trang cá nhân là profile để quản lý group luôn nha anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại cái giá trị chúng ta có thể cho được. Vậy thì giá trị chúng ta có thể cho được thì xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ cái đỉnh của cái thác này. Đó là giá trị của bản thân của chúng ta. Cái câu chuyện của bản thân mình chính là cái câu chuyện mà không ai có thể copy được. Có nghĩa là có rất nhiều thứ người ta có thể copy được. Nhưng cuộc đời của anh chị, câu chuyện của anh chị thì không ai có thể copy được. Ví dụ nha. Bình tại sao lại yêu Nutrilite? Tại vì cái câu chuyện của Bình là ba Bình mất năm Bình 7 tuổi. Và năm Bình 29 tuổi, từ năm Bình 10 tuổi cho đến năm 29 tuổi, Bình bệnh viêm xoang gần 20 năm. Và không có phương thuốc nào chữa trị hết cả. Nhưng mà may mắn gặp Nutrilite, thì nhờ Nutrilite hỗ trợ hết cái bệnh viêm xoang cho mình. Thì từ đó mình yêu Nutrilite, bắt đầu mình chia sẻ về Nutrilite. Vậy thì có phải là cái câu chuyện của mình không một ai có thể copy được? Các anh chị có đồng ý với mình không ạ? Và kiến thức về Nutrilite của mình không một ai giống mình hết, là tại vì mình sẽ tự trao dồi để mình học các anh chị. Vậy các anh chị hình dung là một người muốn có một cộng đồng, muốn xây dựng được một cộng đồng, thì chúng ta phải hiểu một điều như thế này, là bản thân mình sẽ là cái đầu tiên, là cái cội nguồn của cái thác nước. Chúng ta rất muốn là cái đáy thác nước là tài chính nó nhiều, nhưng mà ở trên đỉnh thác nếu mà ít nước thì theo các anh chị dưới đáy thác nước có thể nhiều được hay không ạ? Nếu như mà trên đỉnh thác nước mà nó có chút xíu nước thôi, thậm chí là nước nó chưa có kịp rơi xuống tới đáy nữa, thì nó đã bốc hơi hết trơn rồi. Vậy thì các anh chị muốn ở dưới đáy mà nhiều nước nhất, thì ở trên đỉnh phải như thế nào ạ? Anh chị trả lời giúp mình ạ.
Nếu anh chị muốn dưới đáy nè, cái thác nước là cái cuối cùng nè, cái tài chính nè, mà nó nhiều, thì cái trên đỉnh nước thác này nó phải nhiều hết ạ. Đúng rồi, rất là nhiều nước. Và cái nhiều nước đó là gì? Nhiều nước đó chính là gì? Là bản thân của chúng ta phải nhiều kiến thức. Các anh chị có đồng ý với mình không ạ? Đó là lý do tại sao mà mình nói rằng là chúng ta học tập là sự nghiệp mà chúng ta yêu thích cả một cuộc đời. Và học tập chính là sự nghiệp, các anh chị. Học tập chính là sự nghiệp. Và chỉ cần chúng ta có thái độ yêu học tập và truyền cho được tiếng chuối của mình thì kinh doanh của mình sẽ thành công rồi đó các anh chị. Tại sao vậy? Lúc đó càng ngày kiến thức chúng ta sẽ càng nhiều và chúng ta sẽ trao đi. Đúng không các anh chị? Đúng rồi, chúng ta nên như vậy. Rồi, chúng ta trở về một cái điều tuyệt vời nữa mà chúng ta sẽ hình dung đây. Vậy thì chúng ta phải nhớ và chúng ta phải vẽ được cái mô hình thác nước này ra. Chúng ta hãy chụp màn hình lại và chúng ta hãy nhớ về cái mô hình thác nước này. Chúng ta hãy làm chuẩn cái mô hình thác nước này là được. Chúng ta phải xác định rõ là cái giá trị chúng ta muốn trao là cái gì, là cái thế mạnh của bản thân mình là gì. Sau đó mình tạo ra một cái nhóm cộng đồng để mình trao cái giá trị mình vô đó mỗi ngày. Thì tự động cái tài chính nó sẽ đến với mình. Và cái việc mà các anh chị mỗi ngày các anh chị ép những người vô cái cộng đồng này càng ngày càng nhiều, thì có phải rằng là cái việc mà anh chị có 20 khách hàng nó vô cùng đơn giản không ạ? Tại sao vậy? Chúng ta tạo ra cộng đồng về chăm sóc da thì chúng ta sẽ chia sẻ kiến thức về chăm sóc da chu đáo và sâu sắc vào đó. Chúng ta tạo ra cộng đồng yêu sức khỏe thì chúng ta chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe chu đáo vào đó. Còn Ngân á, Ngân muốn dạy về trang điểm thì Ngân tạo ra một cộng đồng trang điểm và Ngân chia sẻ những kiến thức về trang điểm chu đáo vào đó. Và mỗi ngày chúng ta sẽ mời thêm những người bạn bè của mình, những người thật sự có nhu cầu vào đó. Chúng ta cứ gửi lời mời nha các anh chị. Chúng ta cứ gửi lời mời và chúng ta giới thiệu về các cộng đồng của anh chị. Nhưng nếu ai thích thì người ta vào, còn người ta không thích, người ta không bấm vào, đó là chuyện rất bình thường. Các anh chị có hiểu ý mình chưa ạ? Rồi, ok các anh chị nha. Rồi, cảm ơn các anh chị. Hôm nay mình không muốn nói quá nhiều và mình muốn tập trung một chút xíu ở cái chỗ thác nước này. Nhưng các anh chị hiểu được thì các anh chị sẽ vận hành nó và các anh chị sẽ có được một cái group đăng bài Facebook. Các anh chị sẽ có được một cái fanpage và các anh chị sẽ củng cố cái giá trị bản thân mình có được. Và các anh chị sẽ nâng tầm bản thân mình cho cái giá trị đó càng ngày càng nhiều. Lúc này các anh chị trao giá trị đó vào cộng đồng càng ngày càng nhiều, thì lúc này tài chính sẽ tự động đến với các anh chị. Và nếu các anh chị làm được điều này thì mình khẳng định một điều là đối với anh chị 20 khách hàng thì không còn là vấn đề nữa. Tại vì giá trị các anh chị càng trao càng hay, càng trao càng hay, thì tất nhiên các anh chị sẽ có một cái sức hút. Và lúc này nhiều người sẽ có nhu cầu là quan tâm tới những cái giá trị mà các anh chị trao. Lúc đó các anh chị bán hàng rất dễ dàng, được không ạ? Rồi, đó là cái thông báo quan trọng các anh chị nhé. Rồi, một cái thông báo quan trọng nữa là trong tuần này thì đội nhóm của chúng ta sẽ thành lập ra một cái câu lạc bộ, đó là dậy lúc 4 giờ rưỡi 5 giờ sáng. Và 5 giờ sáng là chúng ta bắt đầu tập thể dục. Xin lỗi chị, là chúng ta bắt đầu tập thể dục cái bộ não. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu đọc sách, đọc những cái quyển sách có giá trị. Thì anh chị hình dung là khi mà chúng ta bắt đầu đọc những cái quyển sách có giá trị thì nó sẽ giúp cho cái bộ não mình phát triển. Đó là mình đang luyện giới định tuệ, thì mình đang luyện cái tuệ. Thì khi mà anh chị cảm thấy anh chị nào muốn có một cái momentum tốt, tức là muốn có một cái động lực tốt vào buổi sáng cho bản thân mình và toàn bộ đồng đội của mình, thì hãy vào cái nhóm đọc sách này. Và chúng ta có cơ hội được làm MC, chúng ta có cơ hội được đọc sách, chúng ta có cơ hội được chia sẻ lòng biết ơn của mình, chúng ta có cơ hội là tóm tắt cái sách mà mình đã nghe cùng với đồng đội của mình. Lúc này con người của mình sẽ có một cái lực rất lớn vào buổi sáng để mình về đích, mình hoàn thành cái mục tiêu của mình là Emerald, tức là lên Emerald là lấy lại tất cả. Các anh chị nhớ điều này chưa ạ? Và anh chị nào muốn vào câu lạc bộ đọc sách thì hãy chat với tiếng trên của mình để mình được mời vào câu lạc bộ đọc sách nha các anh chị. Đầu tiên nó sẽ có cái nhóm trên Zalo và sau đó nó sẽ có cái nhóm trên Facebook luôn anh chị nha. Và tuyến dưới của mình cũng có thể tham gia để lấy cái năng lượng vào buổi sáng này. Và không bắt buộc ai cũng phải dậy sớm hết. Nhưng nếu như chúng ta rèn được cái thói quen này thì cực kỳ tốt. Tức là cái này hoàn toàn là tự nguyện để chúng ta tự rèn cái thói quen cho chính bản thân của mình các anh chị. Rồi, một cái thông báo nữa, mình muốn thông báo với tất cả các anh chị để chúng ta hình dung nè. Là, Ngân Hà rất là tuyệt vời em. Một cái thông báo nữa để mình nói với các anh chị để chúng ta hình dung nè. Là trong cái giai đoạn này có rất là nhiều người đang than vãn về dịch Covid. Mình thấy bạn bè của mình quá nhiều người than vãn về dịch Covid các anh chị. Tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cách ly thêm nửa tháng nữa, 15 ngày nữa. Nhưng mà mình cảm thấy rằng không có gì phải than vãn hết. Tại vì chúng ta phải học cách để chúng ta sống chung với lũ lụt các anh chị. Những người mà biết cách sống chung với lũ thì họ rất là vui.
Tại vì năm nào cũng diễn ra cái lũ đó. Còn chúng ta đã bị gặp cái dịch Covid này đến bây giờ là lần thứ ba, lần thứ tư rồi. Chúng ta phải quen với cái việc đó. Và khi chúng ta quen với việc đó rồi, chúng ta sẽ sống khỏe và sống tốt với nó. Và trong giai đoạn này, khẳng định luôn, đây là cái đoạn khúc cua trong một cái đường đua. Doanh số của đội nhóm mình á, là làm online tốt cho nên đã tăng được doanh số các anh chị. Đã tăng được doanh số lên bao nhiêu anh chị biết không? Đã tăng được doanh số lên tới 150%. Và riêng cái thu nhập của mình và hệ thống của mình đã tăng 150%. Mặc dù có nhiều anh chị gặp dịch thì chậm lại, nhưng có nhiều người gặp dịch lại tăng trưởng rất là mạnh mẽ các anh chị. Vậy thì chúng ta muốn tăng 150% thì chúng ta follow tuyến trên mình, follow hệ thống của mình để cùng nhau làm việc, để mà chúng ta cùng nhau tăng trưởng. Các anh chị có hiểu ý mình không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ tận dụng là tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ năm, và sắp tới chúng ta lại có tối thứ bảy để OBB nữa các anh chị. Nhưng nhóm các anh chị muốn làm việc tốt, các anh chị phải chia ra một ngày. Các anh chị ghi lại giúp mình nha. Chúng ta có thể mượn cái phòng Zoom này để chúng ta có thêm 3 buổi OBB trong ngày kết hợp với nhau. Đó là 9 giờ sáng, 2 giờ chiều và 8 giờ tối. Chúng ta có thể thêm OBB. À, chúng ta có thể tự mở phòng Zoom để OBB thêm nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ giúp đội nhóm mình tăng tốc nha các anh chị. Rồi, giúp đội nhóm mình tăng tốc. Ok. Rồi, và tất cả nếu mà chúng ta đã đồng ý tham gia vào cái nhóm 5 giờ sáng thì mình sẽ gửi cái đường link cho mọi người chúng ta bắt đầu tham gia, và chờ anh Tinh là cái người chủ sĩ của cái nhóm này sẽ ra cái thông báo là chính thức ngày nào chúng ta sẽ bắt đầu. Được không ạ? Ok. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi, và chúng ta nhớ một cái lịch quan trọng, cực kỳ quan trọng vào cuối tuần này. Đó là Chủ nhật chúng ta sẽ được gặp Founder Crowd Ambassador thầy Khu Trong Tóc, là người mà 5 năm rồi mình mới được gặp. Và phong cách của thầy thì vô cùng tuyệt vời. 5 năm rồi mình mới được gặp thầy, nhưng mà gặp online các anh chị. Và chúng ta làm Amway, chúng ta muốn lên Crowd Ambassador là chúng ta phải gặp được Crowd Ambassador. Có bao nhiêu ông số anh chị ở đây là khát khao được gặp Crowd Ambassador ạ? À? May mắn là mùa Covid, cái việc mời thầy nó dễ. Không phải tốn tiền máy bay, không phải tốn tiền khách sạn, không phải tốn nhiều chi phí. Cho nên chúng ta có cơ hội mời thầy online với mình để chia sẻ kinh nghiệm làm Crowd Ambassador của thầy như thế nào cho tất cả chúng ta. Các anh chị có háo hức được gặp thầy không ạ? Và chúng ta mình nói thật anh chị luôn, mình đã từng có một cái thời tổ chức đại hội thành công, 2.500 người tham gia. 2.500 người tham gia ở một hội trường các anh chị. Đó là mình tổ chức nha các anh chị. Nhưng mà lúc đó là offline, không phải online đâu. Nhưng mà có một quy tắc mình đã sử dụng thành công, đó là quy tắc hội tăng. Mỗi một lần đại hội thành công, mỗi một người sẽ mời thêm một người nữa tham dự thôi các anh chị. Còn nếu mỗi một người mà mời thêm hai người nữa thì các anh chị biết được cái quy tắc nó kinh khủng cỡ nào. Có nghĩa là một người ra hai thì hai thành bốn. Ví dụ đại hội thành công đợt rồi của chúng ta là 200 người tham gia, thì đại hội thành công đợt tới này của chúng ta sẽ là 400 người tham gia đó các anh chị. Và đại hội thành công của tháng 7 chúng ta sẽ có 800 người tham gia. Và đại hội thành công của tháng 8 chúng ta sẽ có 1.600 người tham gia. Điều quan trọng là trong 1.600 người đó có bao nhiêu người là tuyến dưới của anh chị. Và những người nào hiểu được điều này thì những người đó phát triển kinh doanh rất là thành công. Tại vì kinh doanh này có một cái quy tắc duy nhất để thành công, đó là quy tắc bội tăng. Nếu ai không sử dụng quy tắc bội tăng mà chỉ việc tập trung vào bán hàng thì chúng ta không bùng nổ hệ thống và không thành công được các anh chị nha. Tất cả chúng ta hãy ghi lại đi ạ. Quy tắc bội tăng. Chúng ta nhớ là chúng ta phải bội tăng hệ thống thì chúng ta mới bội tăng thành công. Được không anh chị? Rồi, chúng ta nhớ điều này nha. Ok. Tối ngày mai chúng ta sẽ có một buổi BTC. Sau khi anh chị học BTC, chúng ta sẽ quay lại After Meeting. Và ngày mai mình sẽ chia sẻ anh chị lại một lần nữa cái quy trình từ đầu đến cuối để chúng ta dẫn dắt một người mới. Cái quy trình về mục tiêu, cái quy trình về sản phẩm khởi động, tất cả mình sẽ chia sẻ lại cái quy trình. Và chúng ta nên nhớ, kinh doanh này là một cái kinh doanh tự động. Chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải sao các anh chị? Đó là phải có quy trình hóa. Thì chúng ta không cần phải dạy đi dạy lại quá nhiều lần. Khi chúng ta dạy một quy trình rồi, mọi người sẽ tự biết cách mà làm. Thứ hai là chúng ta phải có tự động hóa. Các anh chị phải làm video, thay vì các anh chị hướng dẫn demo một lần nước rửa chén tốn một cái bông cải, chúng ta làm video, chúng ta làm một lần chúng ta có thể gửi cho 1.000 người, cho 1.000.000 người, thì cái này được gọi là tự động hóa. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đơn giản hóa. Thì ngày mai mình sẽ chia sẻ anh chị ba cái điều này: quy trình hóa, tự động hóa và đơn giản hóa. Thì sau buổi BTC ngày mai thì tất cả chúng ta sẽ tắt phòng Zoom xong, mình sẽ quay lại một lần nữa để chúng ta cùng nhau là học về ba cái vấn đề này, được không các anh chị? Rồi, ok. Mình đã kết thúc cái phần chia sẻ của mình rồi. Có anh chị nào muốn đặt câu hỏi gì thêm cho cái công việc của mình thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi nhé.